Đây con sờ bị kỳ nè. Show Wilder nè. Ra luôn. Một con. Hai con. Đây, ba con. Rồi tiếp tục kiếm ba con nữa. Brohe, Sep, Vodowitz. Brohe. Rồi, Sep. Rồi, Vodowitz. Up trong store nhanh hơn các bạn nhỉ. Up trong small kia hơi lâu. Mình cứ tua vô trong store mình xem thử cũng rồng đáy cá chưa rồi. Mình mới đi summon rồi các kiểu làm thế nó lâu các bạn ạ. Thôi bây giờ mình cắt thành phần 2. Phần 2 này thì mình lại đi là vào store trước, phá hết mấy rồng trong Epic trong store ra trước hết cái đã. Sau đó mình đi summon cho nó an toàn các bạn ạ. Đó, như này hợp lý không các bạn? Supernova gì kìa, thấy một con kìa. Thấy con nào ra con nấy luôn cho nó đỡ mất công tìm. Asian với LEAF. Asian. Rồi với con LEAF. Đấy. Supernova đứng gần con Vodowitz. Tiếp theo là con Asian. À cái nhà kia full rỡ vàng ạ. À. Cuối cùng một nhà kia nó full được 25 con rồng Aegis rồi ạ. LEAF ra luôn. Rồi tiếp tục. File, file này. MIL SKA FI FI này MIL đúng không nào? MIL này là SKA. Mình nhớ tên dày cho nó dễ các bạn ạ. Nhớ mấy chữ đầu tìm nó dễ. Rồi, Firefox. Còn cốc lửa. Cốc lửa nè. Tiếp theo là Millennial. Millennial. Millennial gần 2 con mét. Vô hết hồn. Tiếp theo Sares Grow gì đây. Rồi tiếp theo Mon C SIL Stinger. Mon SIL Stinger. Mon này. SIL
Sờ tinh gợ. Đây. Tiếp tục. Mấy e-bit nữa, ba con e-bit nữa. Mon G này. Siêu ly này. Này là Stinger này. Atomic, Atomic. Mình vừa thấy con Atomic. Đó, thấy con nào rồi cho ra luôn cho nó khỏi mất công vô sách tìm. Kyuubi, Imberos. Kyuubi. Rồi. Bé nữa là Imberos. Đấy, ba con. Atomic ra trước. Rồi, tiếp theo là QB cáo. Rồi, tiếp theo là con rồng này là hệ ánh sáng đặc biệt phải. Em B Rose đây, hệ ánh sáng đặc biệt, bóp máu. 509 rồi và sắp lên 600 rồi. Piston Maskis GIG. Rồi Piston Maskis GIG. Piston nè. Maskis GIG GIG. Gigantic này là Gigantic. Rồi, Piston máy móc về trước. Tiếp theo là Masker. Rồi, tiếp theo sẽ là Gigantis, con khỉ đội cái vương miện. Rồi, tiếp tục kiếm tiếp. Bersichis mát mát John. Mấy từ này khó nhớ nè. BSI MET RHI BSI M S A M E T với cái gì quên mất tiêu rồi. M E T cái cuối quên mất các bạn ạ. Cái con cuối quên mất. Con cuối là R H I. Đó là rim thời đó. R H. Đây, R H là ra rồi. Con này là Bersichis này, con rồng có cái con mắt cái là vui. Tiếp Mastroid. Rồi tiếp Rim thời đấy. Gra CHE Bravo. G
CHI CHI khoảng này không ta, này cũng R rồi, trật rồi, liền này cho ông R này ra trước đi. Còn con Bravo các bạn ạ, Bravo. Một con. Mình thấy nó lắc lắc các bạn. Các bạn thấy lắc lắc không? Không lẽ giờ nhiều rồng nó lắc nữa ta? Lẽ mình đi bước đi sai lầm nữa ta. Đây là mới đây mới là con đúng các bạn ạ. CHI này mới con đúng. Nãy mình ấp nhầm con R mất. Bravo này. Rồi tiếp. Tiếp theo là MIS Luna Storm. Stone nhé. MIS Luna Stone. MIS. Con Miss kia là con rồng Legend các bạn ạ. Luna. Với con Stone. Đó, mấy con này toàn mấy đẹp không nè các bạn ạ. Này, con này cũng đẹp này. Tiếp. Này là con Luna gì hai đầu này, một con Luna Eclipse. Hai con rồng mặt trăng, nửa tối nửa sáng hay sao đó các bạn ạ. Này là con Stone khá đẹp luôn. Con này là con cục đá và khá đẹp, khá dễ thương. Tiếp 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 chưa mà nãy giờ chưa tới đến đến tiết mục sum mà các bạn vẫn còn nhây ghê gớm. Tracker Natty W R E. Tracker Natty W R E. Checker này. WRE này. Natty này. Phải không Natty đây em đã sợ sai quá. Đúng 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 rồi. Natty. Con tê giác một sừng này. Rồi, tracker. Với tracker ra. Một nhà nữa đầy. Rồi, tiếp theo là đây, W R E. Tiếp tiếp tìm tiếp. Ui dê dê gần xong rồi. Tiếp theo là bire bờ ir. Thôi, tạm thời hai con từ từ khó nhớ quá. Bi bire man rớt gì đây, với con kia mình quên mất tên rồi. Con này hệ cổng không gian đầu này các bạn ạ.
Xem lại nè. BER Nygos MOL tên BER 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 nhiều con hả? Chắc con đây các bạn ạ. Nygos NILE này này ghost con cuối quên rồi MOL ôi xong đợt này thoải mái mà summon các bạn ơi. Con hai con đấy, con này cầm súng vui à. Ui, con này cầm súng khá đẹp này các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta đi summon thoải mái này. Nhưng không ngán bố con thằng nào Ibis ở hôm nay summon nữa. Này, chỗ này ra thôi. Nhanh gọn các bạn ạ. Giờ khỏi phải la. Vấn đề là không biết bảy bit mình còn nhiều hay không, không biết còn nhiều hay không nữa các bạn ạ. Super Terra rồi, chúng ta quay lại với Super Terra này. Tiếp theo là gì đây? Này, stocking 32 kim cương. Còn tiếp theo là Stazer 32 kim cương. 32 game, 32 game. Space Tackle 32 game. Toàn mấy hàng tuyển không, sao mà game to thế nhỉ? Đấy các bạn, toàn hàng tuyển không. Con nào cũng nhiều thời gian và nhiều kim cương hết, nhiều game hết các bạn ạ. Rồng rồng dày gì đây, stocking gì đây. Tép 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 ba chú nữa. Spartan 17 đấy. Soul Wings rồng hệ gió 32. Sky King đến với vua bầu trời. Bầu trời nè. Spartan nè, này giống thổ dân nhỉ. Hay là chiến binh gì đó.
Rồng gió. Tiếp. Này. Chim này. Con rồng đá banh này.